Hello, chào anh em. Chào anh em. Chào anh em đã quay trở lại kênh của Tài Bách Ca nha. Thì hôm nay thì mình có một cái vấn đề anh em. Thì nói chung là cái tỳ lối nó đẩy sản phẩm nó bị gãy dính vô khuôn luôn. Lấy ra rất giả. Thì, quy trình lấy rồi cũng hơi là khó khăn. Thì sẵn đó mình quay clip cho bạn xem luôn ha. Thì nói chung là mình nói làm những cái clip này chỉ dành cho những anh em mới vào nghề. Còn những anh em nào mà làm lâu rồi thì bỏ qua nghe. Thì trước khi xem video thì những anh em nào mà chưa đăng ký kênh cho Tài FK thì mọi người bấm vào cái chuông để đăng ký nha. Rồi chào bạn giờ xem video nghe. Đây là mọi người, đây là cái khuôn đó nè. Khuôn này khuôn nhựa rắn nha mọi người, chạy nhựa polyester, khuôn 3 tấm luôn, khuôn khá là lớn cho nên mình không có đóng rồi nổi, để một lát mình dùng xích đôi để mình cạo nó lên, xích đôi mình cạo nó lên, bạn thấy không, nó 3 tấm nha, khuôn này nó 3 tấm vậy đó, nó còn chịu lên phải lấy búa đóng các đó bạn. Khủng khiếp, ba cái nhựa polyester này ngán nó lắm, khuôn nhựa rắn là sợ nhất, nhựa mềm nhựa dẻo thì nói chung là nó khỏe, khuôn cũng không bự lắm, khuôn này nói chung cũng chưa bự nữa bạn, khuôn này cỡ 400 kg, tách ra giờ mình lấy hai cái má ra để mình coi thế nào cũng bị đâm vô má nữa rồi. Giờ thì mình tháo ra, mình coi cái lòng cái vàng ti lối của nó gãy, hình như là nó không biết là nó báo là gãy một cây mà, để mình tháo ra mình coi thử. Đây nè mọi người, cây gãy á, trời ơi nó gãy gì mà nó quắn, cái này là đâm lỗ chắc rồi. Nó bạn thấy không? Đấy, nói chung là mình quay cái này hơi khó nhìn xíu. Giờ mình đóng ra mình coi thử coi làm sao. Đó, các bạn thấy không? Nó gãy. Trời ơi. Cái lỗ này nó bị đâm chắc luôn rồi. Gãy nó dính. Có phép. Nhựa gắn mà nó đâm lỗ kiểu này thôi thua rồi. Nè nó nằm ngay đây nè bạn, cái chốt nó ngay đó luôn á, gãy nó sắn cái đầu luôn rồi, các bạn thấy không, gãy sát luôn cái má nó đẩy vô. Giờ mình đục mình lấy cái lòng nó ra coi thử coi sao. Đó, giờ mình cắt cắt ra ha, bạn cắt cái quẹo ngang đó đi, bạn đóng ra dễ, đóng rồi vất vả ba quỷ nè, thì nói chung là khuôn này tháo lắp thì mình cũng có làm nhiều cái video hướng dẫn bạn rồi, tháo lắp bảo trì các bước hết rồi. Thì bạn nào muốn tham khảo lại thì quay lại cái video cũ cho mình ha. Các bước tháo lắp khuôn dành cho người mới từ A đến Z. Vô mà gặp mấy cái khuôn này là thấy quải tèo. Thế là ngán khang tới rồi. Đóng cũng cứng mà nói chung là cái gì làm cái gì nó cứng đó, thấy không, đó hồi nãy mình đã cắt cái phần cong nó ra rồi, đặng mình rút ra các bạn, bây giờ là lấy cái cây này ra là mới là cả vấn đề nè, các bạn thấy không,
đau đầu dính kiểu vậy, lỗ này đâm chắc luôn rồi, giờ không biết sao lấy nè, kẹp y tô không biết sao đóng nè, đóng ngược đóng xuôi vậy đi không biết sao đóng nè. Đó ngay chỗ mà mình làm cái mũi tên màu trắng trắng các bạn, là cái má, cái má mà lúc mà nó đóng khuôn lại á đó, các bạn thấy không, ở đây quay không được rõ lắm, cái má nó cắt ngang cái đầu rồi. Rồi giờ mình đóng nó ra thôi chứ sao giờ, cái má thì đi hàng, đi hàng cái má lại về, mình làm nguội lại nó mớp cái cạnh nữa bạn. Ui nó thiệt, mấy mình gặp mấy khu này mình ngán chết luôn, không muốn làm luôn các bạn. Để giờ cắt ngắn lại, bây giờ mình cắt ngắn nó xíu đi rồi mình đóng. Đau đầu ghê, làm mấy cái này tốn thời gian, hy vọng là nó đừng có bị ô quanh cái lỗ, bị ô quanh đó là mình phải vét lại cái lỗ rồi, các bạn thấy không? Giờ mình đóng cho nó trồi lên đi, trồi lên đặng một lát đặng mình xử lý cái đầu bên kia các bạn. Cùng chặt cứ đóng không xuống nổi. Lên đường khúc rồi nè anh em, đóng ngược thì giờ một lát mình mới đóng tôi xuống nữa nha các bạn, đóng ngược lên rồi mình vuốt cái đầu nó lại cho nó nhỏ, rồi giờ mình đóng ngược tôi xuống nè. Giờ mình kẹp lên thì tô máy phay mình đóng ngược lại, hy vọng là nó ra các bạn. Đó ra, vất vả như nó lắm chứ. Đó, kẹp lên cái ê tô máy phay chứ đâu có nào giữ nổi nữa. Đóng nó thiệt cứng vô, vất vả nó. Đó, ra được các bạn ơi, đổi đóng vài cái nữa, đóng rồi ra rồi đó bạn. Mừng quá, nói chung là giờ nó ra rồi đó. Giờ mình để mình vớt lại, mình dò lại cái lỗ, nó bị ô quan chắc luôn. Giờ mình dò lại cái lỗ thôi, coi cái lỗ xong rồi chứ coi sao. Lỗ bị ô quan luôn rồi bạn ơi, ô quan rồi, có phép. Rồi ô quan lỗ luôn rồi, cái này lát mình phải để lên máy cắt dây mình cắt lại rồi bạn. Chán vậy, cái này nó có cái bạc đó bạn, nhưng mà để lát coi giờ mình do lại coi sao, do lại tình hình, do lại coi ổn không.
Do thì nói chung là do thì nó qua cái lỗ này cứng, lấy một giọt ghim 2,5 ly, cây này hình như 2,5 ly, 2 ly 2,5 ly gì đó nhớ, miếng đo. Để nó do này chắc không ăn thua rồi. Để máy giò luôn thấy vậy. Giờ mình để máy phan này mình giò luôn. Mũi phan thì bó phép rồi, không ăn nổi rồi. Mũi giò này giò hợp kim 2,5 ly. Đúng rồi. Nói chung là do này không ăn thua, lỗ bị quên rồi, cỡ nào cũng phải mình cũng phải cắt cái dây lại rồi bạn ơi. Đó, giờ mình mới để lên máy cắt dây cắt cái lỗ lại, tại lúc nãy nó bị quanh đó bạn. Giờ chỉ còn cách là ấy lại thôi, vét nó lại sơ lại thôi, đừng cho nó tròn, nó bị quanh rồi chứ không dám cắt bự ra nữa, ăn vô thịt nữa, ăn vô thịt cái nữa lỗ bự ra, lỗ bự phải thay cái tỷ lỗ bự ra nữa. Chung là giờ cắt dây đi, cái đi tính tính cho nó vét cái vỏ cái lỗ lại cho nó ok cái đi, đang cắt luôn mày. Làm mấy này tốn thời gian quá, xong rồi giờ phải đi. Đó, chương trình nó đang chạy các bạn. Mà cắt dây à. Đó, vô im mày không? Đó, bạn thấy hôm qua im mà. Chung bây giờ mình đi đo mình cắt cái cây mẫu khác. Cây của nó gãy giờ mới cắt cây mới. Cây này cây mẫu nha, cây mẫu luôn, mình lấy mình đo kích thước rồi mình cắt đó. Mình phải đo chiều dài nó như 100, cái này chiều dài nó 100 lẻ mấy, may mài. Rồi bạn để lên mình mài xuống, mới đo cắt rồi giờ mình mài cho nó bằng đầu lại là ok nữa, mài dài quá là được rồi, nãy mình cắt rồi. Một trăm hai mươi lăm chấm 12 cái mới nè, cái này cái mới nè, cái đó cái mẫu. Trăm hai mươi lăm chấm 13, 1%. Ok rồi giờ mình về mình lắp vô một cái nữa anh em ơi, vệ sinh cho nó, lắp vô một cái nữa rồi cho nó chạy vô rồi. Bà bô te này mệt quá, bô te nhựa cứng lắm bạn, bởi khuôn nhựa gắn mình sợ lắm, mỗi lần mà bị gì á tháo lắp cũng mệt, mà sửa rồi là mệt.
nó giờ là bỏ vô, nó vô cũng đuối lắm, vô nói chung là nó vô không ngọt bằng mấy cái khuôn như dẻo như mềm, không tằn thằn, nói chung vô tới đó là ok, tới đây là ok. Hơi khó, bà nhựa này mệt, khuôn này hơi bị chèo rồi. Đóng xuống là ok rồi bạn. Nó bị chèo một bên đó. Đó, các bạn thấy không? Xuống ốp liền luôn. Ở mặt thứ ba đó là có bốn lò xo rồi, trống chắc không nổi luôn. Giờ đấy mình lên cái cho nó chạy cho rồi. Chung là anh thấy vất vả không? Phải tại coi clip thì thấy nó lẹ vậy chứ làm mà thôi vất vả vậy ha. Sau khi xem video thì bạn thấy sao? Thấy nó khó khăn không? Làm đủ công đoạn hết. Thì những em nào xem video rồi thì có ý kiến nào hay hơn nữa thì nhớ comment bên dưới nha. Comment giúp cho mình để anh em trao đổi có những ý kiến hay hơn ha. Rồi thì hẹn anh em vào những clip sau nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt.